bạn chuẩn bị xem vốn là vô địch, không cần tu luyện tập 283. Tông chủ phong, đại điện bên trong, Trần Vô Ngân ngay tại nhà nhà uống rượu. Tông chủ, không xong. Đúng lúc này, một tên đệ tử bỗng nhiên vọt vào đại điện bên trong. Trần Vô Ngân lông mày nhíu lại, đặt chén rượu xuống, ánh mắt nhìn về phía tên đệ tử kia, phê bình nói. Có không có dạy qua ngươi, mặc kệ xảy ra chuyện gì đều muốn giữ vững bình tĩnh, không cần thiết vội vàng sao động. Tên đệ tử kia lau đi mồ hôi trên trán lập tức hít sâu một hơi sau đó nói tuyết anh phong chủ về đến rồi nàng hiện tại chính hướng tinh linh phong đi đâu cái gì ầm um. nghe vậy trần vô ngân lập tức liền không bình tĩnh bỗng nhiên đứng dậy một trưởng vỗ tại trước mặt trên bàn đá bàn đá nhất thời tứ phân ngũ liệt hắn cả giận nói ngươi làm sao không nói sớm nói xong hắn liền vội vã rời đi đại điện tại chỗ tên kia kiếm tông đệ tử một mặt im lặng nhỏ giọng lẩm bẩm không phải nói mặc kệ chuyện gì đều muốn giữ vững bình tĩnh sao ta nhìn ngươi so với ta còn vội vàng sao động đây cùng lúc đó một bên khác tuyết anh tiến vào kiếm tông về sau trực tiếp thẳng hướng lấy tinh linh phong đi đến rất nhanh nàng liền đi tới tinh linh phong nhìn trước mắt tinh linh phong trên mặt nàng lộ ra một vệt nụ cười ngay sau đó trực tiếp đi vào tinh linh phong sau một lát nàng đi tới gian kia lớn nhất lầu các trước không do dự nàng đẩy ra lầu các cửa đập vào mắt liền trông thấy Tô Trần đang nằm tại trên giường của mình. Tô Trần bên cạnh nằm ở trên giường, khuôn mặt hình dáng rõ ràng, giống như trích tiên hạ phàm, siêu phàm thoát tục. Nhìn lấy Tô Trần, Tuyết Anh đầu tiên là kinh ngạc nam tử này dài đến rất tốt tuấn tiếu, sau đó chính là phẫn nộ, trong mắt tỏa ra hàn quang. Đáng sợ khí tức chỉ một thoáng từ trong cơ thể nàng lan tràn ra, bốn phía thời không cũng tại lúc này sôi trào lên. Nàng âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là ai? Sao sẽ xuất hiện tại ta tinh linh phong? ngươi chẳng lẽ không biết đây là chỗ ta ở sao? Nàng liên tiếp hỏi ra ba cái vấn đề, hiển nhiên, thời khắc này nàng đã phẫn nộ vừa nghi nghi ngờ. Bên cạnh nằm ở trên giường tô trần, chậm rãi mở ra hai con mắt, ánh mắt lộ ra bình tĩnh, không nói gì. thấy thế, tuyết anh hai mắt nheo lại, trong mắt hàn ý dần dần ngưng tụ thành thực chất, bàn tay nàng mở ra, một thanh như ngọc trường kiếm xuất hiện đến nàng lòng bàn tay. Mà Tô Trần lại không thèm để ý chút nào, hắn bình tĩnh đứng dậy, sau đó duỗi lưng một cái, sau đó mới lên tiếng, ta là người lão tổ. Làm càn. Nghe vậy, tuyết anh giận tím mặt, ngàn vạn kiếm ý từ trên người nàng phóng lên tận trời, cả tòa lầu các lung lay sắp đổ, tựa hồ một giây sau liền sẽ sụp đổ. Tuyết anh tại kiếm tông chờ đợi tối thiểu nhất có mấy ngàn năm, trong thời gian này nàng chưa từng nghe nói qua kiếm tông từng có lão tổ. Mà lại, tô trần tướng mạo trẻ tuổi như vậy, lại dám nói là nàng lão tổ, đây không phải xem nàng như thành ngu ngốc sao. Nhà ai lão tổ còn trẻ như vậy à? vù vù giữa sân lóe qua một vệt kiếm quang tuyết anh một kiếm đâm về tô trần một kiếm này cực kỳ đáng sợ ẩn chứa tiên quân cảnh cửu trọng đỉnh phong lực lượng toàn bộ lầu các trong khoảnh khắc liền bị phá hủy cái này cũng kinh động đến sát vách kiếm tâm kiếm tâm một mặt mộng không hiểu xảy ra chuyện gì bất quá hắn rất nhanh liền phản ứng lại phản ứng lại hắn vội vàng ra khỏi phòng nhìn lấy ngoài phòng tràng cảnh kiếm tâm hơi sững sờ bởi vì hắn trông thấy một vị nữ tử đang dùng trường kiếm đâm về tô trần nhưng là một kiếm này lại bị tô trần dùng hai ngón tay cứ thế mà cản lại tuyết anh đồng tử bỗng nhiên co vào trong mắt thật không thể tin làm sao có thể tô trần mặt không biểu tình trong mắt lộ ra lạnh lùng giờ phút này hắn có chút tức giận không phải là bởi vì tuyết anh hướng hắn xuất thủ sinh khí mà chính là tuyết anh hủy đi hắn lầu các ở vào ngốc trong mắt tuyết anh đột nhiên cảm nhận được một cỗ mãnh liệt hàn ý nàng toàn thân run lên bần bật cả người cũng trong nháy mắt phản ứng lại không kịp nghĩ nhiều nàng thu hồi trường kiếm trong tay, lập tức chợt lui ra đến, cùng Tô Trần kéo dài khoảng cách. Giữ vững thân thể, nhìn phía xa Tô Trần, nàng trong mắt dọa người cùng chấn kinh. Nàng cái kia một kiếm lại bị Tô Trần dùng hai ngón tay cản lại, khó có thể tin. Mặc dù nàng cái kia một kiếm cũng không có sử dụng toàn lực, chỉ dùng sáu thành lực lượng, thế nhưng cũng không phải một người bình thường có thể ngăn lại. Chớ nói chi là chỉ dùng hai ngón tay. Giờ khắc này, nàng biết, chính mình thật to đánh giá thấp Tô Trần. Tô Trần thực lực, khả năng so với nàng trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Mặc dù như thế, nhưng trong mắt nàng cũng không có hiện ra bối rối, chỉ là ngưng trọng một chút. Tuyết Anh hít sâu một hơi, sau đó bật hơi, trong mắt ngưng trọng cũng tại lúc này biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, tiên thánh cảnh ngũ trọng đỉnh phong khí tức từ trong cơ thể nàng quét sạch ra, cỗ khí tức này trong nháy mắt liền quét sạch đến toàn bộ kiếm tông. Kiếm tông sở hữu người sắc mặt đại biến, ao ao hướng về tinh linh phong nhìn qua. Có người cả kinh nói, tình huống như thế nào, vì cái gì tinh linh hội nghị đỉnh cao có tiên thánh cảnh khí tức một vị nam tử nói ngươi không biết sao tuyết anh trưởng lão về đến rồi nghe vậy người kia cả kinh nói cái gì tuyết anh trưởng lão trở về rồi nam tử nói đúng à tin tức này hiện tại cũng truyền ra ngươi thế mà không biết nói hắn biến đến ngưng trọng lên tuyết anh trưởng lão hẳn là cùng lão tổ đánh nhau người kia nghi ngờ nói vì cái gì nam tử giải thích nói tinh linh phong trước kia là tuyết anh trưởng lão tại ở ngươi nói vì cái gì nghe vậy người kia trong nháy mắt giật mình lập tức trầm giọng nói tuyết anh trưởng lão sợ là đánh không lại lão tổ nam tử nói đây còn phải nói lão tổ thế nhưng là hư hư thực thực tiên đế tồn tại ta thừa nhận tuyết anh trưởng lão rất mạnh nhưng ở lão tổ trước mặt vẫn là quá yếu người kia gật một cái sau đó nói chúng ta muốn không muốn đi nhìn một chút nam tử lắc đầu nói không đi người kia khó hiểu nói, vì cái gì? Nam tử nói, nhân gia đại lão sự tình, chúng ta đi nhìn cái gì, vẫn là thành thành thật thật tu luyện à. Nghe xong nam tử, người kia cảm thấy có đạo lý, bỏ đi đi xem một chút ý nghĩ. Cảm thụ được cỗ khí tức này, Trần Vô Ngân sắc mặt đại biến, ngay sau đó, hắn lần nữa tăng nhanh tốc độ của mình. Nguyên bản, hắn coi là Tuyết Anh sẽ không trở về, cho nên mới đem tinh linh phong nhường cho Tô Trần ở, nhưng hắn không nghĩ tới, Tuyết Anh về đến rồi. Vậy thì rất đột nhiên, một bên khác, Tuyết Anh thân hình như điện, trong nháy mắt phóng tới Tô Trần, kiếm thế sắc bén như bão tố chiếu nghiêng xuống. Mà một kiếm này, đem so với trước, mạnh mấy không chỉ gấp 10 lần. Bốn phía thời không giống như là bị xé nứt trang giấy, phân mảnh, vỡ vụn không chịu nổi. Nàng biết, Tô Trần thực lực khẳng định rất mạnh, nếu là mình khinh địch, thất bại. Cho nên một kiếm này, nàng toàn lực đánh ra. Nàng ngược lại muốn nhìn xem tô trần có hay không còn có thể giống vừa mới như thế dùng hai ngón tay đón lấy nàng một kiếm tô trần đứng chắp tay dáng người thẳng tắp tay áo tung bay đối mặt một kiếm này hắn từ đầu đến cuối đều là bình tĩnh đúng lúc này trần vô ngân rốt cục chạy tới chỉ bất quá hắn vừa đuổi tới liền trông thấy tuyết anh cầm kiếm bổ về phía tô trần cái này dọa đến hắn lạnh lông đều dựng lên không có chút gì do dự hắn lúc này liền ngăn tại tô trần trước người ầm đáng sợ một kiếm hung hăng bổ vào Trần Vô Ngân trên thân. Thấy thế, Tuyết Anh kinh hãi, vội vàng thu lực, có thể lại đã chậm, Trần Vô Ngân nhục thân tại chỗ bị xé nứt, chỉ lưu lại một đạo thần hồn. Chỉ bất quá, thần hồn trạng thái dưới Trần Vô Ngân tình huống cũng không tốt lắm, toàn bộ thân hình đều là trong suốt, đồng thời còn tại một chút xíu biến mất, nếu là trễ xuất thủ cứu trợ, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ triệt để tiêu tán giữa phiến thiên địa này. Bạn chuẩn bị xem vốn là vô địch, không cần tu luyện tập 284. Nhìn lấy thời khắc này Trần Vô Ngân, tuyết anh sắc mặt trắng nhợt không hiểu trần vô ngân vì sao làm như vậy trần vô ngân thở dài một tiếng gương mặt bất đắc dĩ kỳ thật hắn là biết tuyết anh một kiếm này đối tô trần đến nói không có bất kỳ cái gì uy hiếp mà hắn chỗ lấy liều chết thay tô trần ngăn lại một kiếm này là bởi vì hắn tại cứu tuyết anh à nếu là một kiếm này chém vào tô trần trên thân tô trần khẳng định sẽ không có việc gì nhưng hắn khẳng định sẽ sinh khí nếu là tô trần tức giận lên tuyết anh liền xong rồi cho nên hắn mới có thể bất chấp nguy hiểm ngăn lại một kiếm này nguyên bản hắn coi là bằng vào chính mình tiên thánh cảnh nhục thân hẳn là có thể ngăn trở một kiếm này nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ đến một kiếm này lại khủng bố như thế trực tiếp tại chỗ xé rách nhục thể của hắn đồng thời thân hồn của hắn lập tức cũng muốn tiêu tán ai hắn thở dài một tiếng mang trên mặt cười khổ vừa mới đột phá tiên thánh không bao lâu liền muốn không có thật sự là đáng tiếc nhưng hắn rất nhanh liền nghĩ thông suốt rồi có thể đột phá đến tuyên thánh cảnh, vậy ta chết cũng coi như chết cũng không tiếc. Trần Vô Ngân trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, cũng đúng lúc này, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, quay người nhìn về phía Tô Trần. Nhìn lấy Tô Trần, hắn do dự một chút, sau đó mới lên tiếng, "Tuyết Anh không hiểu chuyện, còn mời lão tổ chớ có trách cứ Tuyết Anh." "Lão tổ?" Nghe vậy, một bên Tuyết Anh sắc mặt biến đến tái nhợt, nhìn không thấy một điểm huyết sắc, nhịn không được lùi về sau lùi mấy bước. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới Tô Trần nói lại là thật, hắn thật sự là kiếm tông lão tổ, nhưng cái này sao có thể? Hắn nhìn lấy còn trẻ như vậy, làm sao lại thành lão tổ rồi? Tuyết Anh giờ phút này nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tô Trần nhìn lấy sắp tiêu tán Trần Vô Ngân, lắc đầu, không nói gì, mà chính là một chỉ điểm tại trần vô ngân giữa lông mày. Sau một khắc, Trần Vô Ngân thần hồn lại lấy một loại tốc độ cực nhanh bắt đầu ngưng thực, chỉ một lát sau thời gian, nhục thể của hắn liền dài đi ra ngoạ tàu trần vô ngân đều mộng bức tình huống như thế nào ta nhục thân liền khôi phục rồi một bên tuyết anh đều nhìn trợn tròn mắt cái này đây là cái gì thao tác còn có thể giúp người khôi phục nhục thân vẫn là trong nháy mắt giờ khác này nàng thật trợn tròn mắt bởi vì nàng chưa bao giờ thấy qua như thế thủ đoạn nghịch thiên cho dù là trong nhà nàng người cũng làm không được trần vô ngân toàn bộ thân thể đều đang run rẩy hắn ban đầu vốn cho là mình liền muốn không có có thể tuyệt đối không nghĩ đến, Tô Trần Ngưu bức như vậy, thế mà trong nháy mắt đem nhục thể của hắn khôi phục. Mặc dù cảm thấy thật không thể tin, nhưng hắn vẫn là cưỡng ép ổn định nội tâm kích động, nhìn về phía Tô Trần, lúc này liền quỳ xuống. Đa tạ lão tổ. Tô Trần không để ý đến Trần Vô Ngân, mà chính là nhìn về phía Tuyết Anh. Gặp Tô Trần xem ra, Tuyết Anh sắc mặt tái nhợt giống như một tờ giấy trắng một dạng, bờ môi cũng không có huyết sắc. Tô Trần trên thân tản ra đi ra cảm giác áp bách, làm nàng cảm thấy ngạt thở đáng sợ, thật là đáng sợ, nàng chưa bao giờ thấy qua cảm giác áp bách mạnh như thế người, lúc này, Tô Trần bình tĩnh nói, "Quỳ xuống." Oanh, theo tiếng nói vừa ra, Tuyết Anh tại chỗ liền bị một cỗ vô hình lực lượng kinh khủng trấn áp. Tuyết Anh như bị sét đánh, mãnh liệt ngạt thở cảm giác, làm nàng tim đập rộn lên, hô hấp biến đến càng ngày càng khó khăn, giọt giọt mồ hôi lạnh không ngừng theo gương mặt của nàng trượt xuống. Giờ phút này, nàng đầu trống rỗng, trong mắt tràn đầy mờ mịt nàng khó mà tin được chính mình lại thật quỳ xuống thật quỳ xuống sao lại có thể như thế đây nàng thế như là tiên thánh cảnh ngũ trọng cường giả sao có thể có thể cứ như vậy quỳ xuống đâu cái này tối thiểu phải mạnh hơn nàng trên hai cái đại cảnh giới người mới có thể làm đến à tiên hoàng à nàng khẳng định là tiên hoàng nếu không phải tiên hoàng căn bản không thể nào để cho nàng dễ dàng như vậy quỳ xuống khó trách khó trách hắn sẽ trở thành kiếm tông lão tổ nguyên lai hắn là một vị tiên hoàng à. Cũng vào thời khắc này, nàng cũng rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì Trần Vô Ngân sẽ liều lĩnh tính mạng thay Tô Trần ngăn lại cái kia một kiếm. Nguyên lai là vì cứu nàng à. Niệm đến tận đây, nàng cười khổ một tiếng, sau cùng thật dài thở dài, liền trầm mặc. Đáng nhắc tới chính là, theo trong mắt nàng lại không nhìn ra đối tử vong sợ hãi, thậm chí có thể nhìn đến một tia giải thoát. Lúc này, Trần Vô Ngân vội vàng nói, lão tổ, ngài ngàn vạn lần đừng muốn chấp nhặt với nàng à. Tô Trần mắt nhìn Trần Vô Ngân, ngươi cho rằng ngươi vừa mới làm hết thảy, ta không nhìn ra được có ý tứ gì sao? Nghe vậy, Trần Vô Ngân sắc mặt cứng đờ, lập tức trầm mặc. Tô Trần nói, yên tâm đi, ta không giết nàng. Trần Vô Ngân cùng Tuyết Anh sững sờ, cùng nhau nhìn về phía Tô Trần. Tô Trần nhìn về phía Tuyết Anh, bình tĩnh nói, bên cạnh ta hiện tại vừa vạn thiếu người thay ta làm việc, về sau ngươi tới hầu hạ ta. Gần nhất hắn phát hiện làm cái gì đều muốn chính mình tự mình động thủ tỉ như nấu cơm các loại, hắn vốn là ngại phiền phức người, sao có thể có thể một mực làm những chuyện này. Nhưng kiếm tâm tới làm những chuyện này, hắn cả ngày đều ở huy kiếm, làm sao có thời giờ thay Tô Trần làm việc. Mà Tô Trần lại là kiếm tâm sư tôn, cũng không tốt quấy giày kiếm tâm tu luyện. Cho nên mới có nhường Tuyết Anh thay hắn làm việc ý nghĩ. Nghe thấy lời ấy, Tuyết Anh trầm mặc. Thay Tô Trần làm việc, cái này không phải liền là nha hoàn sao. Xem xét lại Trần Vô Ngân thì là trong mắt mừng rỡ tốt ta thay nàng đồng ý đối với hắn mà nói tuyết anh có thể lưu tại tô trần bên người làm việc là cơ duyên to lớn phải biết tô trần có thể là tiên đế một vị tiên đế hàm kim lượng còn phải nói gì nữa sao tiên đế thế nhưng là toàn bộ tiên giới tối đỉnh phong tồn tại tuyết anh có thể lưu tại một vị tiên đế bên người làm việc chỗ tốt kia là không cách nào tưởng tượng cho nên tuyết anh có thể lưu tại tô trần bên người làm việc hắn là rất cao hứng trần vô ngân nhìn về phía tuyết anh còn không cảm ơn lão tổ. Tuyết Anh mày nhăn lại, không phải liền là một vị tiên hoàng, cần thiết hay không? Có thể ngay sau đó, nàng liền nghĩ đến, Trần Vô Ngân cùng tầm mắt của nàng không giống nhau. Có lẽ một vị tiên hoàng tại Trần Vô Ngân trong mắt rất lợi hại. Nhưng đối với Tuyết Anh tới nói, một vị tiên hoàng cũng tạm được. Lắc đầu, Tuyết Anh không nghĩ nhiều nữa, mà chính là nhìn về phía Tô Trần, bình tĩnh nói, ngươi giết ta đi. Nghe vậy, Trần Vô Ngân gấp, ngốc hài tử, Ngươi đang nói gì đấy? Tô Trần lại là một mặt bình tĩnh. Tuyết Anh bình tĩnh nói, dù sao ta cũng không muốn sống, chết cũng liền chết. Trần Vô Ngân vội vàng nói, ngươi tại sao có thể có ý nghĩ như vậy đâu? Ngươi có biết hay không, có thể lưu tại lão tổ bên người. Tuyết Anh lắc đầu nói, đủ rồi, ta không muốn nghe. Trần Vô Ngân triệt để gấp, ngươi đây là làm gì nha? Nói, hắn nhìn về phía Tô Trần, lão tổ, tiểu hài tử không hiểu chuyện, ngài bỏ qua cho. Tô Trần mắt nhìn Tuyết Anh, ta không giết ngươi, đã ngươi không nguyện ý, vậy liền quỳ đi, cái gì thời điểm ta tâm tình tốt, liền để ngươi rời đi. Tuyết Anh nhíu nhíu mày lại, vì sao không? Nàng lời còn chưa nói hết, Trần Vô Ngân liền vội vàng nói, tốt tốt tốt, có thể có thể, vậy liền để Tuyết Anh quỳ. Nói, hắn cho Tuyết Anh liếc mắt ra hiệu, ra hiệu nàng đừng nói nữa. Tuyết Anh trầm mặc, nàng là biết, Trần Vô Ngân muốn cho nàng thật tốt còn sống, nhưng nghĩ đến sự kiện kia, Nàng liền lại không muốn sống. Có thể Trần Vô Ngân vì cứu hắn, đã cầu Tô Trần nhiều lần, thậm chí vừa mới còn thiếu một chút chết rồi, nếu là nàng tiếp tục suy nghĩ muốn đưa chết, cái kia thật rất làm cho người khác thất vọng đau khổ. Vì không cho Trần Vô Ngân thất vọng đau khổ, nàng lựa chọn trầm mặc. Đến mức làm Tô Trần nha hoàn, không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. Nàng đời này đều khó có khả năng làm cái khác người nha hoàn. Bạn chuẩn bị xem vốn là vô địch, không cần tu luyện tập 285 Tô Trần nhìn về phía Trần Vô Ngân. Ngươi đi đi. Trần Vô Ngân do dự một chút, muốn nói cái gì, nhưng sau cùng không hề nói gì, chỉ là bất đắc dĩ thở dài. Hắn đi tới Tuyết Anh bên cạnh thấp giọng nói. Ta không biết ngươi về gia tộc đã trải qua cái gì, dẫn đến ngươi một lòng tìm chết. Nói, hắn trầm mặc một chút, sau đó mới lên tiếng. Ta hy vọng ngươi thật tốt còn sống. Tuyết Anh trầm mặc, không nói gì. Trần Vô Ngân trong lòng thở dài, sau đó nhìn về phía Tô Trần, ôm quyền nói. Nếu là Tuyết Anh đã làm sai điều gì, còn mời lão tổ không cần chấp nhặt với nàng, ta đi trước. Nói xong, hắn liền quay người rời đi tinh linh phòng. Lúc này, kiếm tâm đi tới Tô Trần bên cạnh, mắt nhìn Tuyết Anh, ngay sau đó lại nhìn mắt bị phá hủy lầu các. Sư Tôn, cái này lầu các ta đến một lần nữa xây à? Tô Trần lắc đầu nói, không cần. Kiếm tâm do dự một chút, sau đó nói, thế nhưng là... Tô Trần nói, cũng không phải ngươi phá hủy, ngươi xây cái gì. Nói, hắn nhìn về phía Tuyết Anh, để cho nàng xây. Nghe vậy, Tuyết Anh nghiêng đầu sang chỗ khác, hư lạnh một tiếng. Gặp một màn này, kiếm tâm lông mày nhíu lại, nàng có thể xây sao? Tô Trần bình tĩnh nói, nàng nếu không đem lầu các cho ta khôi phục nguyên dạng, vẫn quỳ à? Nói xong, hắn trực tiếp đi hướng ghế mây, lập tức nằm xuống, hai con mắt khép lại, phơi nắng. Kiếm tâm đang nhìn mắt Tuyết Anh về sau, liền tiếp tục bắt đầu huy kiếm. Tuyết Anh trầm mặc một hồi, sau đó liền nhìn về phía tô trần nhìn lấy tô trần trong mắt nàng dần dần ngương trọng hắn đến tột cùng là ai vì sao có tiên hoàng cảnh thực lực phải biết chỉ cần tiên đế không ra tiên hoàng cảnh cũng là vô địch tồn tại mặc dù như thế nhưng tiên hoàng cảnh cũng không phải ai cũng có thể đạt tới giống như bực này tồn tại bình thường đều là nhất phương bá chủ sẽ rất ít xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong nhưng là tô trần là chuyện gì xảy ra hắn tại sao lại đi tới nơi này nho nhỏ kiếm tông còn lên làm kiếm tông lão tổ tuyết anh giờ phút này đầy đầu dấu chấm hỏi nàng thật sự có quá nhiều không hiểu vấn đề hồi lâu sau nàng lắc đầu ta nghĩ những thứ này làm gì nói nàng quay đầu nhìn về phía ngay tại huy kiếm kiếm tâm nhìn một chút nàng thân sắc dần dần biến đến trần kinh tốt yêu nghiệt kiếm đạo thiên phú nàng phát hiện mặc dù kiếm tâm chỉ là tại đơn giản bổ ngang trẻ dọc nhưng mỗi một kiếm đều ẩn chứa cường đại kiếm thế đồng thời cỗ này kiếm thế còn đang trở nên càng ngày càng mạnh đây là rất khủng bố. Nếu là mỗi người đều luyện bổ ngang trẻ dọc có thể trở nên mạnh mẽ, cái kia toàn bộ tiên giới đã sớm xuất hiện vô số cường đại kiếm tu. Mà kiếm tâm chỗ lấy một kiếm càng so một kiếm mạnh, đó là bởi vì hắn một mực tại đổi chính tự mình huy kiếm động tác. Mặc dù động tác lưu động không lớn, dùng mắt thường nhìn không ra, nhưng đúng là tại sửa lại. Càng mấu chốt chính là, hắn mỗi vung ra một kiếm, đều sẽ theo một kiếm này bên trong ngộ ra cái gì. Không thể không nói, cái này thật sự có chút nghịch thiên vì sao nghịch thiên nhà ai người tốt chỉ dựa vào huy kiếm có thể ngộ ra đồ vật à cái này đủ để chứng minh kiếm tâm tại kiếm đạo phương diện này là đến cỡ nào yêu nghiệt thời gian vội vàng đảo mắt đã một tháng trôi qua hôm nay ánh nắng như lửa thiêu nướng đại địa sóng nhiệt cuồn cuộn đánh tới làm cho người cảm thấy từng trận khô nóng tại dạng này viêm trời nóng khí dưới kiếm tâm vẫn tại vung vẩy trong tay trường kiếm mồ hôi không ngừng theo trong cơ thể hắn chảy ra làm đến y phục của hắn đều ướt đẫm trong khoảng thời gian này kiếm tâm giống như không biết mỏi mệt đồng dạng trừ huy kiếm chính là huy kiếm thì liền cảm giác đều không ngủ đối với tu sĩ tới nói ngủ hay không ngủ cảm giác cũng không đáng kể bởi vì bọn hắn thể nội tiên khí sẽ giúp bọn hắn khôi phục tinh lực bảo trì thân thể sức sống tuyết anh chăm chú nhìn kiếm tâm trong mắt tràn đầy chấn kinh nàng không thể không thừa nhận kiếm tâm kiếm đạo thiên phú quá kinh khủng ngắn ngủi thời gian một tháng kiếm tâm liền phát sinh biến hóa long trời lở đất đem so với trước thời khắc này kiếm tâm vung ra mỗi một kiếm đều cực kỳ phổ thông mặc dù nhìn lấy rất phổ thông nhưng nó ẩn chứa kiếm ý đủ để muốn huyền tiên ngũ trọng lấy phía dưới bất kỳ tu sĩ nào mệnh mà lại đây vẫn chỉ là thật đơn giản huy kiếm nếu là tăng thêm kiếm kỹ lại sẽ khủng bố cỡ nào không dám nghĩ tuyết anh rất là chấn kinh bởi vì nàng chưa bao giờ thấy qua như thế không hợp thói thường kiếm đạo yêu nghiệt liền nay thiên phú đủ để cùng thượng tiên giới những cái kia đứng đầu nhất yêu nghiệt đánh đồng nếu là lại cho kiếm tâm một chút thời gian, nàng không dám nghĩ kiếm tâm sẽ trưởng thành đến mức nào. Tuyết Anh thật sâu mà liếc nhìn kiếm tâm, sau đó nhìn về phía Tô Trần. Hắn không thích hợp ở chỗ này, hắn thích hợp tại nơi tốt hơn phát triển, chỉ có tại nơi tốt hơn mới có thể phát huy ra hắn chân chính tiềm lực. Tô Trần mở ra hai con mắt, bình tĩnh nói, cái này cũng không cần tới ngươi quan tâm. Nghe vậy, Tuyết Anh mày nhăn lại, ngươi. Tô Trần nói, ta nói, cái này không cần ngươi đến quan tâm. Bị Tô Trần Kiều nói này, Tuyết Anh ban đầu vốn lời muốn nói cứ thế mà nén trở về. Hít sâu một hơi, nàng cũng không nói thêm lời, ánh mắt nhìn về phía kiếm tâm. Vừa mới lời nói của ta ngươi hẳn là nghe thấy được, ngươi nghĩ như thế nào? Nghe vậy, kiếm tâm dừng lại trong tay động tác, sau đó xoa xoa mồ hôi trên mặt, ngay sau đó nhìn về phía Tuyết Anh, cười nói, ta cảm thấy nơi này rất tốt. Tuyết Anh trao mày, cái này tiểu địa phương sẽ hạn chế tiềm lực của ngươi. Kiếm tâm cười cợt, không nói gì, mà là tiếp tục bắt đầu huy kiếm hạn chế tiềm lực của hắn nói đùa đi theo tô trần bên người còn có thể hạn chế tiềm lực của hắn rồi chỉ có đi theo tô trần bên người mới có thể phát huy ra hắn lớn nhất tiềm lực tốt à thấy thế tuyết anh lắc đầu không nói thêm lời nàng chỗ lấy nói những thứ này là không muốn một vị kiếm đạo yêu nghiệt bị mai một nhưng đã tô trần cùng kiếm tâm đều không cảm kích nàng cũng không muốn lại nói cái gì chỉ là thầm nghĩ trong lòng có chút đáng tiếc nếu là kiếm tâm đi tốt hơn sân khấu phát triển vậy được dài khẳng định rất nhanh rất nhanh đoán chừng không được bao lâu liền sẽ siêu việt những cái kia đỉnh phong yêu nghiệt nhưng nếu kiếm tâm một mực ngừng ở lại đây tiểu địa phương vậy được dài khẳng định rất chậm theo thời gian trôi qua hắn sẽ dần dần bị những cái kia đỉnh phong yêu nghiệt kéo dài khoảng cách đến lúc đó cho dù kiếm tâm lại thế nào yêu nghiệt đoán chừng cũng rất khó đuổi kịp bọn hắn dù sao nàng thì cho là như vậy kỳ thật trong nội tâm nàng vẫn là rất nghi ngờ nghi hoặc tô trần tại sao lại nhường kiếm tâm ngừng lưu tại nơi này mà kiếm tâm lại tại sao lại đồng ý một mực ngừng ở lại đây tiểu địa phương không hiểu nàng thật vô cùng không hiểu lắc đầu không nghĩ nhiều nữa nàng nhìn về phía tô trần trầm mặc một chút sau đó nói để cho ta đứng lên đi ta đồng ý thay ngươi làm việc nói nàng nghiêm túc nói nhưng đầu tiên nói trước thay ngươi làm việc có thể nhưng ngươi không nên quá phận không cần đưa ra để cho ta ấm chăn cái gì yêu cầu như là như vậy vậy ngươi liền giết ta đi. Trong khoảng thời gian này nàng cũng suy nghĩ minh bạch, như thế kéo xuống đi cũng không được biện pháp, cũng không thể một mực quỷ à. Cho nên nàng quyết định trước đồng ý thử một chút, nhưng nàng lại rất sợ hãi Tô Trần sách một số quá phận yêu cầu, tỉ như ấm chăn. Bạn chuẩn bị xem vốn là vô địch, không cần tu luyện tập 286. Tô Trần chậm rãi nhìn về phía Tuyết Anh, bình tĩnh nói, ngươi tựa hồ coi trọng chính mình, bằng ngươi điểm này tư sắc, cũng gả cho ta ấm chăn. Nghe vậy, tuyết anh cắn chặt đôi môi thần sắc có chút phẫn nộ bằng ta điểm ấy tư sắc ta cái này tư sắc còn không tốt sao ngươi biết rõ không biết có bao nhiêu người muốn cùng ta kết thành đạo lữ để cho ta cho hắn ấm chăn tuyết anh càng nghĩ càng nghĩ khí chờ chút ta vì sao muốn sinh khí hắn nói như vậy ta không cần phải cao hứng sao thật sự là mạc danh kỳ diệu tuyết anh hít sâu một hơi cưỡng ép đè xuống chính mình lửa giận trong lòng ta đồng ý thay ngươi làm việc ngươi còn không cho ta lên sao Tô Trần bình thản nói, thái độ của ngươi để cho ta rất không hài lòng, tiếp tục quỳ, cái gì thời điểm làm ta hài lòng, ta cái gì thời điểm để ngươi lên. Ngươi, nghe xong Tô Trần lời nói, nguyên bản bị đè xuống nộ hỏa lần nữa như dòng nước lũ giống như tuôn hướng tuyết anh trong lòng. Tô Trần lúc này lại nói, còn có, ngươi không có tư cách đề cập với ta điều kiện. Nói xong, hắn liền không tiếp tục để ý tuyết anh. Tuyết anh trước ngực dao động chập trùng, có thể thấy được nàng giờ phút này là đến cỡ nào phẫn nộ. Nhưng phẫn nộ thì sao? Nàng lại không thể làm gì. Cứ như vậy qua mấy ngày, Tuyết Anh rốt cục nhịn không được một mực quỷ như vậy, liền nói ngay, lão tổ ta sai rồi. Lần này, nàng nói chuyện phá lệ ôn nhu, hiển nhiên, nàng đã chịu thua. Không chịu thua không được à. Tô Trần là thật không có chút nào thương hương tiếc ngọc à, từ đầu đến giờ cứ như vậy một mực để cho nàng quỷ. Đồng thời còn một câu không nói với nàng, dường như xem nàng như thành người trong suốt một dạng. Nếu là nam nhân khác, chỗ đó bỏ được nàng dạng này. Nàng liên chưa thấy qua tô trần dạng này người. Ai? Trung quy là hướng tà ác cúi đầu. Tuyết Anh trong lòng hung hăng thở dài một tiếng. Đang câu cá tô trần, cũng không có quay người nhìn Tuyết Anh, mà chính là nói ra. Đi trước đem ngươi phá hủy lầu các sửa chữa tốt, nhớ kỹ, muốn khôi phục nguyên dạng. Theo sau cùng một chữ rơi xuống, đặt ở Tuyết Anh trên người cỗ lực lượng khủng bố kia trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tuyết Anh nhất thời cảm thấy một thân nhẹ nhõm, nàng đứng dậy, hoạt động một chút. Thời gian dài không có hoạt động thân thể, nàng đều cảm thấy thân thể dường như muốn tan rã. Nàng xem mắt Tô Trần, sau đó liền yên lặng thi công lên lầu các. Hai ngày về sau, nguyên bản bị phá hủy lầu các, rốt cục bị Tuyết Anh một lần nữa xây xong. Nhìn trước mắt lầu các, Tuyết Anh trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Hai ngày này, có thể đem nàng mệt lả. Nhìn một hồi, nàng liền tới đến Tô Trần bên cạnh. Xây xong, ngươi muốn kiểm tra một chút không? Nằm tại trên ghế mây Tô Trần, chậm rãi mở ra hai con mắt, ngay sau đó nhìn về phía Tuyết Anh. Không cần, ta tin tưởng ngươi xây rất tốt. Nghe vậy, Tuyết Anh trong lòng chẳng biết tại sao sinh ra một vệt cao hứng, cái này khiến trong nội tâm nàng giật mình. Chuyện gì xảy ra? Ta vui vẻ cái gì? Tuyết Anh đầu đầy dấu chấm hỏi. Tô Trần lúc này nói ra, sẽ làm cơm sao? Tuyết Anh chừng mắt nhìn, sẽ. Trước đó nàng một người tại tinh linh phong thời điểm, liền sẽ không chuyện làm điểm ăn ngon. Tô Trần gật một cái, đi làm đi, ta đói. Tuyết Anh nhét miệng, a, à, nói trong nội tâm nàng không khỏi thở dài. Ai, thật thành nha hoàn. Được rồi, được rồi. Làm nha hoàn dù sao cũng so một mực quỷ mạnh. Lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, nàng quay người đi vào nhà bếp. Một lúc lâu sau, trong phòng bếp tung bay ra trận trận mùi thơm. Kiếm Tâm hai con mắt sáng lên, ánh mắt nhìn về phía nhà bếp. Mà cũng đúng lúc này, Tuyết Anh bưng lượng mâm đồ ăn đi ra đem đồ ăn bỏ lên trên bàn về sau hắn liền lại vào nhà bếp bưng một số món ăn nhìn lấy trên bàn bày đầy sắc hương vị đều đủ mỹ vị món ngon kiếm tâm nước bọt đều chảy ra bất quá hắn cũng không có động đũa bởi vì tô trần còn chưa tới tuyết anh nhìn về phía tô trần hô lão tổ ăn cơm đi nghe vậy tô trần mở mắt ra theo trên ghế mây đứng lên ngay sau đó liền đi tới trước bàn lập tức cầm lấy đũa nếm thử một miếng nhìn lấy tô trần Tuyết Anh trong lòng không hiểu sinh ra một vệt khẩn trương, nàng sợ Tô Trần cảm giác không được khá ăn. Sau một lát, Tô Trần gật một cái, bình luận, cũng không tệ lắm. Tuyết Anh nhẹ nhàng thở ra, trong lòng có chút cao hứng. Tô Trần lúc này nhìn về phía Tuyết Anh, hiện tại giống như ngươi sẽ làm cơm nữ tử, cũng không nhiều. Tuyết Anh cười cợt, trước đó không có việc gì liền sẽ làm chút đồ ăn ngon. Tô Trần gật một cái, không cần phải nhiều lời nữa, bắt đầu ăn cơm một bên kiếm tâm gặp tô trần động đũa cũng không kịp chờ đợi cầm lấy đũa bắt đầu ăn tuyết anh thì đứng tại bên cạnh bà nhìn lấy hai người bọn họ ăn tô trần nhìn về phía tuyết anh ngươi cũng ngồi xuống ăn tuyết anh sững sờ ta cũng có thể cùng một chỗ ăn sao tô trần gật đầu nói về sau ngươi đều cùng chúng ta cùng một chỗ ăn tuyết anh trên mặt nở rộ một vệt nụ cười giờ khác này nàng cảm giác đến tô trần cũng không có chán ghét như vậy không do dự nữa nàng cũng tọa hạ bắt đầu ăn ăn cơm trong lúc đó tuyết anh có chút muốn nói lại thôi tô trần tự nhiên phát hiện lúc này nói ra có việc liền nói a à, tuyết anh sững sờ ngay sau đó do dự một chút sau đó nói nếu như ta một mực lưu tại nơi này sẽ cho ngươi cùng kiếm tông mang đến phiền phức cho nên vẫn là để ta rời đi à nói xong nàng tựa hồ sợ tô trần hiểu lầm nói lần nữa không phải nói ta không muốn tiếp tục thay ngươi làm việc chủ muốn ta nói là sự thật nếu để ta lưu tại nơi này thật sẽ có phiền phức. Tô Trần để đũa xuống, nhìn về phía Tuyết Anh. Tại ta chỗ này, không có phiền phức. Nghe vậy, Tuyết Anh nhất thời gấp. Đây không phải là ngươi có thể giải quyết. Tô Trần lần nữa cầm lấy đũa, sau đó nói. Ta có thể hay không giải quyết là vấn đề của ta. Hiện tại ngươi chỉ cần chuyên tâm thay ta làm việc. Còn những cái khác, ngươi cũng đừng suy nghĩ. Nói xong, hắn liền không tiếp tục để ý Tuyết Anh. Cầm lấy đũa tiếp tục bắt đầu ăn. Gặp Tô Trần kiên quyết như thế, tuyết anh trong mắt tràn đầy lo lắng nàng cảm thấy tô trần cho rằng lời nàng nói đều là mượn cớ kỳ thật nàng suy nghĩ nhiều tô trần là thật không thèm để ý trong miệng nàng phiền phức phiền phức một kiếm sự tình thôi một bên kiếm tâm đem trong miệng đồ ăn nuốt về sau liền nhìn về phía tuyết anh ngươi không nên lo lắng có sư tồn tại không có chuyện gì tuyết anh lắc đầu ngươi không hiểu kiếm tâm nhún vai không nói thêm lời tiếp tục cơm khô Tuyết Anh nhìn lấy không thèm để ý chút nào hai người, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Ai? Hai cái này ra hỏa, là thật không có có ý thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc à? Nếu là bọn họ tới, vậy phải làm sao bây giờ à? Tuyết Anh càng nghĩ càng lo lắng, đầu đều có chút phình to. Sau một lát, nàng nhìn về phía Tô Trần. Ta có thể đi tìm bụi tông chủ sao? Tô Trần mắt nhìn Tuyết Anh. Ừm. Tuyết Anh sững sờ. Nàng coi là Tô Trần sẽ không đồng ý, có thể tô trần lại đồng ý vậy thì để cho nàng rất nghi hoặc lúc này hỏi ngươi ngươi không sợ ta chạy sao tô trần bình tĩnh nói ngươi chạy không thoát tuyết anh nhớ mày tự tin như vậy tô trần sắc mặt lạnh nhạt không nói gì thấy thế tuyết anh cau mày trong mắt mang theo không hiểu nàng không hiểu tô trần vì gì tự tin như vậy liên thật không sợ nàng chạy sau một lát nàng lắc đầu nghĩ những thứ này làm gì dù sao ta cũng không muốn chạy bạn chuẩn bị xem vốn là vô địch không cần tu luyện tập 287 tuyết anh rời đi tinh linh phong một đường bay đến tông chủ phong giờ phút này đại điện bên trong trần vô ngân đang nằm tại trên ghế xích đu uống trà chỉ bất quá hắn hiện tại mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu căn bản không có tâm tư uống trà ầm đúng lúc này cửa lớn bị người một chân đá văng ai trần vô ngân trong lòng giật mình cả người theo trên ghế xích đu nhảy dựng lên ánh mắt nhìn đại điện bên ngoài, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Có thể khi thấy rõ người ngoài cửa lúc, hắn nhất thời sững sờ, lửa giận trong lòng cũng trong nháy mắt lắng lại. Sừng sốt có một hồi, hắn mới chậm rãi nói ra, Tuyết Anh, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải tại tinh linh phong phục thị lão tổ sao? Nói, hắn biến sắc, ngươi sẽ không trộm chạy ra đến à? Cái này không thể được à, lão tổ sẽ tức giận, đến lúc đó lão tổ như là sinh khí, ngươi liền xong rồi tuyết anh cũng không để ý tới trần vô ngân mà chính là trực tiếp đi tới bàn trà bên cạnh lập tức nâng bình trà lên rót cho mình một ly thấy thế trần vô ngân cũng không nói gì thêm chỉ là mặt mũi tràn đầy lo lắng hắn sợ sợ tuyết anh trộm chạy ra đến nếu thật dạng này tô trần khẳng định sinh khí đến lúc đó ai cũng cứu không được tuyết anh tuyết anh mắt nhìn một mặt lo lắng trần vô ngân bình tĩnh nói yên tâm đi ta đi ra ngoài là đi qua lão tổ đồng ý nghe vậy trần vô ngân sửng sốt ngay sau đó sắc mặt vui vẻ lão tổ để ngươi đi ra tuyết anh gật một cái không nói gì trần vô ngân trên mặt lộ ra một vệt nụ cười lo âu trong lòng quét sạch sành xanh lập tức hắn nói ra ngươi đồng ý tuyết anh bất đắc dĩ nói không phải vậy đâu không đồng ý liền muốn một mực quỷ trần vô ngân cười cợt ngươi suy nghĩ minh bạch liền tốt nói hắn hỏi ngươi lần này cố ý tới tìm ta có chuyện gì sao tuyết anh trầm mặc một chút sau đó nói ngươi có thể hay không cầu một chút lão tổ để cho ta rời đi kiếm tông trần vô ngân mày nhăn lại vì sao tuyết anh nói trên người của ta có hơi phiền toái nếu là một mực lưu tại kiếm tông sẽ cho kiếm tông mang đến nguy hiểm ta lần này trở về cũng là muốn nhìn một chút ta đã từng đợi qua địa phương xem hết liền đi nhưng mà ai biết phát sinh cái này ngoài ý muốn nói nói nàng đều có chút bất đắc dĩ trần vô ngân nghiêm túc hỏi ngươi đến cùng gặp phiền toái gì tuyết anh trầm mặc cũng không nói lời nào. thấy thế, trần vô ngân cau mày lên, trong mắt mang theo ngương trọng, nhưng rất nhanh, cái này vệt ngương trọng liền biến mất không thấy. hắn nói ra, ta đây cũng không có cách nào. nghe vậy, tuyết anh nhíu nhíu mày lại, trong mắt mang theo kinh ngạc, ta như không rời đi kiếm tông, đến lúc đó toàn bộ kiếm tông cũng có thể hủy diệt. ngươi xác định không có cách nào. nghe xong, trần vô ngân không chút nào hoảng, lúc này lắc đầu nói, không có cách nào. tuyết anh có chút tức giận, ngươi điên rồi trần vô ngân bình tĩnh nói có lão tổ tại ngươi cứ yên tâm đi tuyết anh cả giận nói mặc dù ta thừa nhận hắn có chút thực lực nhưng chỉ bằng hắn là không giải quyết được phiền phức của ta trần vô ngân cười cợt ta tin tưởng lão tổ tuyết anh cả giận nói không thể nói lý giờ phút này tuyết anh thật rất tức giận còn rất nghi hoặc hắn không hiểu chính mình cũng đã đem tính nghiêm trọng của vấn đề nói rõ ràng như vậy có thể trần vô ngân vẫn như cũ lựa chọn tin tưởng tô trần Thật không hiểu, không cần phải nhiều lời nữa, nàng quay người rời đi đại điện, đi tới cửa lúc, nàng dừng bước, sau đó nói, toàn bộ kiếm tông đều lại bởi vì ngươi mà hủy diệt. Nói xong, nàng liền không do dự nữa, biến mất tại cửa. Nhìn lấy cửa chính, Trần Vô Ngân nhún vai, gương mặt không quan trọng. Hắn hiện tại có thể nói là phi thường tin tưởng Tô Trần. Tô Trần có thể là tiên đế, một vị tiên đế cũng không phải đùa giỡn. Đây chính là đã đứng tại toàn bộ tiên giới đỉnh phong người nào dám gây một vị tiên đế không có người cho nên mặc kệ tuyết anh gặp cái gì phiền phức ngập trời chỉ cần tô trần tại liền có thể giải quyết trên đường trở về tuyết anh vẫn luôn giàu dĩ không vui trong lòng vẫn còn có chút sinh khí nàng im lặng nói vì cái gì liền không có người tin tưởng ta đây nói nàng không khỏi thở dài một tiếng trong mắt hiện ra một vệt lo lắng nói thật nàng cũng không muốn bởi vì chính mình dẫn đến toàn bộ kiếm tông hủy diệt kiếm tông nàng thế nhưng là chờ đợi có mấy ngàn năm nói thế nào cũng có cảm tình nếu là kiếm tông thật bởi vì nàng hủy diệt nàng khẳng định sẽ sụp đổ cứ như vậy nàng mang theo đủ loại cảm xúc về tới tinh linh phong đến mức nàng vì cái gì không mượn cơ hội này chạy trốn bởi vì trong nội tâm nàng rõ ràng tô trần đã dám để cho nàng rời đi tinh linh phong vậy liền khẳng định có lấy tuyệt đối tự tin nàng trốn không thoát mà lại nàng cũng có loại cảm giác cảm giác mình trốn không thoát ngay tại huy kiếm kiếm tâm thấy được một mặt không vui tuyết anh hắn đình chỉ huy kiếm sau đó hỏi thế nào tuyết anh mắt nhìn kiếm tâm ngay sau đó liền thu hồi ánh mắt thấy thế kiếm tâm tựa hồ minh bạch cái gì cười nói ngươi liền đừng lo lắng ngươi cái này phiền phức đối với sư tôn tới nói căn bản không gọi phiền phức tuyết anh một mặt im lặng ngươi liền tin tưởng ngươi như vậy sư tôn thực lực kiếm tâm cười nói đương nhiên tin tưởng tuyết anh nói vậy ngươi cảm thấy ngươi sư tôn có thể đánh bại một vị tiên đế sao nghe vậy kiếm tâm sững sờ ngay sau đó thật sâu mà liếc nhìn tuyết anh tuyết anh thấy thế coi là kiếm tâm bị sợ choáng váng cười lạnh nói làm sao choáng váng kiếm tâm cười cợt cũng không nói lời nào tuyết anh nói đã sợ liền nhanh đi khuyên nhủ ngươi sư tôn để cho ta sớm đi rời đi kiếm tâm lắc đầu nói ta không khuyên nổi nói hắn nhìn về phía tuyết anh mà lại ta vẫn tin tưởng ta sư tôn, tiên đế mà thôi, ta sư tôn trong nháy mắt có thể diệt. Nghe xong, tuyết anh trừng lớn hai con mắt, cả giận nói, trong nháy mắt diệt tiên đế, ngươi thật coi tiên đế là sâu kiến à. Khoác lác cũng không mang theo như thế thổi đó à. Kiếm tâm cười cợt, cũng không có quá nhiều giải thích. Tô Trần là tiên đế, không không không. Hắn có thể không tin Tô Trần chỉ là đơn giản tiên đế. Chỉ bằng Tô Trần trước đó chỗ sử xuất các loại thủ đoạn, hắn liền dám nói, Tô Trần tuyệt đối là siêu việt tiên đế tồn tại, khẳng định so tiên đế còn kinh khủng hơn. Mà lại, như Tô Trần thật chỉ có tiên đế, hắn cũng sẽ không đối đuổi theo Tô Trần, thậm chí trở thành Tô Trần như thế tồn tại, mà cảm thấy tuyệt vọng. Tiên đế, hắn tự tin mình tại tương lai đã định trước sẽ trở thành tiên đế. Đây là hắn đối mình tuyệt đối tự tin, có thể Tô Trần mang đến cho hắn một cảm giác, cũng là cho dù hắn thành tiên đế, cũng vẫn như cũ không cách nào trở thành Tô Trần như thế tồn tại loại cảm giác này liền rất làm hắn tuyệt vọng. Có lẽ, tiên đế đối với Tô Trần tới nói, chỉ là vừa mới bắt đầu, cho nên kiếm tâm muốn đi đường còn rất dài rất dài. Tuyết Anh hít sâu một hơi, sau đó nói, được rồi, đã các ngươi một cái hai cái cũng không tin lời nói của ta, vậy ta cũng không có biện pháp, ta tận lực. Nàng giờ phút này thật sự tức giận, bởi vì nàng vô luận nói như thế nào, những thứ này người cũng không tin lời nàng nói. Đều lựa chọn tin tưởng Tô Trần. Đã như vậy, nàng cũng không nói thêm gì nữa. Hủy diệt đi, ta mệt mỏi. Tuyết Anh nhìn lấy kiếm tâm, sau đó nói, các ngươi sẽ phải hối hận. Nói, nàng không tiếp tục để ý kiếm tâm, đi vào nhà bếp, chuẩn bị làm cơm tối. Bạn chuẩn bị xem vốn là vô địch, không cần tu luyện tập 288. Tại chỗ, kiếm tâm cười cợt, lập tức không do dự nữa, tiếp tục bắt đầu huy kiếm. Thời gian như thời gian qua nhanh, thoáng qua tức thì, đảo mắt nửa năm trôi qua. Ngay tại hôm nay, một đầu hình thể to lớn sư thiếu dừng lại trên hư không mà tại sư thiếu trên thân đứng đấy một đám người cầm đầu là một vị lão giả lão giả người mặc một bộ áo bào đỏ tóc như lửa khuôn mặt già nua mang theo lít nha lít nhít nếp nhăn mà ở sau lưng lão ta thì đứng đấy một đám thiếu nam thiếu nữ những thứ này thiếu nam thiếu nữ giờ phút này chính mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ đánh giá phía dưới kiếm tông một vị tướng mạo thiếu niên tuần tù nói đây cũng là kiếm tông cảm giác cũng cứ như vậy đi một vị khác thiếu niên nói ha ha cái này kiếm tông nhìn lấy như thế phổ thông đoán chừng cũng không có cái gì thiên tài một vị nữ tử lắc đầu nói vạn không thể khinh thường kiếm tông kiếm tông nhưng cũng không có các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy nói nàng nhìn về phía một bên một vị thiếu niên mục nhàn sư huynh ta nói có đúng không vị này tên là mục nhàn thiếu niên vóc người thon dài hai đầu lông mày lộ ra tuyệt đối tự tin trong lúc vô tình tiết lộ ra ngoài khí tức cực kỳ cường đại mục nhàn mắt nhìn nữ tử trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Sư muội chớ có xem trọng kiếm tông, năm đó ngũ tông thi đấu, kiếm tông thế nhưng là bị bại dối tinh dối mù, thu được hạng năm. Ha ha ha, hạng năm, thật cười chết ta rồi. Xem ra đoán không sai, cái này kiếm tông đệ tử xác thực rác rưởi. Nghe vậy, trong sân thiếu nam thiếu nữ nhất thời cười ha hả. Mà tại nghe xong mục nhàn nói lời về sau, nữ tử kia lắc đầu nói, hạng năm, cái kia xác thực không có cái gì đáng giá lo lắng. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên từ kiếm trong tông phóng lên tận trời. Mà người này chính là trước kia thất trưởng lão. Thất trưởng lão mắt nhìn cái kia nhóm thiếu nam thiếu nữ, lập tức liền đem ánh mắt rơi vào áo bào đỏ trên người lão giả. Vương trưởng lão, không biết đến ta kiếm tông có chuyện gì sao? Vương trưởng lão cười nói, không có việc gì, cũng là đến thông báo các ngươi, ngũ tông thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Thất trưởng lão trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, nhanh như vậy. Vương trưởng lão gật đầu nói, ừm, trước thời hạn, Thất trưởng lão gật một cái, ừm, ta đã biết, mời trở về đi. Vương trưởng lão trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, không vội. Nói, hắn mắt nhìn phía sau mình thiếu nam thiếu nữ. Hôm nay ta đến kiếm tông còn có cái mục đích, cái kia chính là ta lạc nhật tông đám thiên tài bọn họ. Nghe nói ngươi kiếm tông thiên tài yêu nghiệt rất nhiều. Đều không kịp chờ đợi muốn so tài một chút, ta không khuyên nổi bọn hắn, chỉ có thể đem bọn hắn mang đến. Nói đến đây, hắn liền không tiếp tục nói, mà hắn những lời này ý tứ, thất trưởng lão tự nhiên minh bạch. Thất trưởng lão ngắn ngủi trầm mặc một chút, sau đó gật đầu nói, có thể. Kỳ thật, thất trưởng lão không muốn cùng ý, nhưng nếu không đồng ý, lạc nhật tông người còn cho là bọn họ kiếm tông sợ, cho nên hắn không thể không đồng ý. Thất trưởng lão nói, đi theo ta. Nói, hắn quay người hướng về quảng trường đi đến. Vương trưởng lão trên mặt lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị, xoay người nhìn về phía sau lưng lạc nhật tông đệ tử. Lúc tỉ thí, chỉ cần đánh không chết là được nghe vậy lạc nhật tông đệ tử liếc nhìn nhau bọn hắn tự nhiên minh bạch vương trưởng lão lời này có ý tứ gì chỉ cần đánh không chết là được cái kia đánh cho đến tàn phế cũng không thành vấn đề à lạc nhật tông đệ tử trên mặt tất cả đều lộ ra một vệt nụ cười lạc nhật tông đệ tử muốn cùng kiếm tông đệ tử so tài tin tức trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ kiếm tông giờ phút này vô số kiếm tông đệ tử đều đi tới quảng trường bọn hắn nhìn lấy lạc nhật tông đệ tử tất cả đều trong mắt hiếu kỳ cái này lạc nhật tông đệ tử nhìn lấy đều rất mạnh, chỉ bất quá, bọn hắn nhìn ánh mắt của chúng ta, làm ta rất khó chịu. Đừng nói ngươi, ta nhìn cũng khó chịu, bọn hắn cái này là hoàn toàn không đem ta kiếm tông để vào mắt à. Một hồi ta muốn bọn hắn đẹp mắt. Lạc nhật tông đệ tử đồng dạng đang quan sát kiếm tông đệ tử. Ha ha, cái này kiếm tông nhìn lấy người rất nhiều, nhưng không có một cái nào làm ta cảm thấy có nguy hiểm, thật rác rưởi. Ta cảm giác đều không cần mục nhàn sư huynh xuất thủ, chúng ta tùy tiện một người đều có thể đem bọn hắn đánh nổ đem cảm giác bỏ đi một đám lạc nhật tông đệ tử trong mắt khinh thường mỗi người trong mắt đều mang ngạo sắc hiển nhiên bọn hắn cũng không có đem kiếm tông đệ tử để vào mắt lúc này thất trưởng lão xuất hiện tại quảng trường trung ương nhất hắn nhìn lấy kiếm tông đệ tử sau đó nói chắc hẳn các ngươi hẳn phải biết chuyện gì xảy ra ta cũng không nói nhảm nữa ai trước xuất chiến ta đến theo thất trưởng lão tiếng nói vừa ra nhất thời liền có một vị kiếm tông đệ tử vọt ra là đỏ thắm nguyên sư huynh đỏ thắm nguyên sư huynh thế nhưng là nội môn thứ bảy thiên tài ổn đỏ thắm nguyên sư huynh cố lên mọi người cùng tiếng vì chu nguyên cố lên chu nguyên tay cầm trường kiếm tóc dài phiếu đãng sắc mặt bình tĩnh nhìn lấy đối diện lạc nhật tông đệ tử các ngươi ai đánh với ta một trận theo tiếng nói vừa ra một tên lạc nhật tông đệ tử trong nháy mắt xuất hiện đến chu nguyên đối diện hà thanh phong ra hỏa này sông nhanh như vậy ai ra hỏa này hy vọng hắn không phải cho ta lạc nhật tông mất mặt hẳn là sẽ không hà thanh phong thực lực cũng không tệ lắm hà thanh phong nhìn lấy chu nguyên cười nói ngươi không được chu nguyên hai mắt nheo lại không nói gì mà chính là trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang hướng về hà thanh phong đánh tới thiên tiên cảnh lục trọng khí tức từ trong cơ thể hắn lan tràn ra sau một khắc hắn đối với hà thanh phong hung hăng một kiếm chém xuống vạn trượng kiếm mang chiếu dọi giữa thiên địa vô số kiếm đạo chi lực từ trong kiếm quang tuôn ra. Một kiếm này, khủng bố như vậy. Thế mà, Hà Thanh Phong đối mặt một kiếm này, cả người không chút nào hoảng, chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng, lập tức nắm tay phải nắm chặt. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên một quyền đánh ra. Đáng sợ một quyền, ẩn chứa cực kỳ khủng bố quyền ý, bốn phương tám hướng không gian trong nháy mắt liền bị chấn nát. Dạ người vô cùng, ầm, theo một tiếng vang thật lớn, đáng sợ sóng xung kích hướng về tứ phía quét sạch mà đi. Chu Nguyên nhanh lùi lại đến mấy chục vạn dặm có hơn. Hắn giữ vững thân thể, trong miệng lại chảy ra máu tươi, ngay sau đó, hắn cũng nhịn không được nữa, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hắn nhìn phía xa Hà Thanh Phong, trong mắt trần kinh, thiên tiên cảnh cửu trọng đỉnh phong. Lời vừa nói ra, giữa sân trong nháy mắt sôi trào lên. Cái gì? Hắn là thiên tiên cảnh cửu trọng đỉnh phong. Khó trách, khó trách hắn có thể một quyền đánh bại đỏ thắm nguyên sư huynh. Thật mạnh. Giờ khắc này, trong sân kiếm tông đệ tử trong mắt tràn đầy vẻ mặt ngương trọng. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ đến, Lạc Nhật Tông chỉ là tùy ý phái ra người, liền có thiên tiên cảnh cửu trọng đỉnh phong thực lực. Thiên tiên cảnh cửu trọng đỉnh phong thiên tài, bọn hắn kiếm tông cũng không có mấy vị. Cái này để bọn hắn không thể không ngưng trọng lên. Chu Nguyên trong mắt tràn đầy không cam lòng. Hắn biết, chính mình khẳng định không phải Hà Thanh Phong đối thủ. Bởi vì hắn chỉ bất quá thiên tiên cảnh lục trọng. Hà Thanh Phong thế nhưng là thiên tiên cảnh cửu trọng đỉnh phong này làm sao đánh nhưng hắn kiếm tông đệ tử liền không có chủ động nhận thua so với ta mạnh hơn thì sao như cũ làm trung nguyên lau đi khóe miệng máu tươi chân phải bỗng nhiên dẫm một cái cả người lần nữa hướng về hà thanh phong đánh tới